Nguyên văn âm Hán Việt. Y năm: không thành bảo sắc, hư không thành sắc bảy báo. Hữu dĩ thử tâm, tinh nghiên diệu minh, quán sát bất định, ức án hàng phục, chế chỉ siêu diệt. Ư thời hốt nhiên thập phương hư không thành thất bảo sắc, hoặc bách bảo sắc, đồng thời biến mãn, bất tương lưu ngại, thanh hoàng xích bạch, các cát thuần hiện, thử danh ức án công lực du phân, tạm đắc như thị, phi di thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Dịch: là dùng tâm ấy nghiên cứu tinh vi, về tánh diệu minh, quan sát không ngừng, ức chế đè nén, ngăn ngừa hàng phục, ngăn dứt quá mức. Lúc đó bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc bảy báo, hay sắc trầm báo, đồng thời cùng khắp, không ngăn ngại nhau, vàng xanh đỏ trắng thuần nhất hiện ra. Ở đây gọi là công sức ức chế đè nén thái quá. Tạm được như vậy không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiện lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Giảng: hữu dĩ thử tâm, tinh nghiên diệu minh, quán sát bất định. Lại lấy tâm tinh nghiên diệu minh quán sát không ngừng. Ức án hàng phục, chế chỉ siêu diệt. Ức tức là đè xuống, đè bẹp hàng phục nó. Chế chỉ tâm này không để cho nó có sự quá khích. Ư thời hốt nhiên thập phương hư không thành thất bảo sắc, hoặc bách bảo sắc. Vào lúc đó, tất cả hư không trong mười phương bỗng nhiên biến thành sắc bảy báo, hoặc biến thành màu sắc trăm báo, đồng thời biến mãn, bất tương lưu ngại. Vào lúc đó đầy khắp hư không, không ai làm chướng ngại ai, không ai làm lưu ngại ai. Thanh hoàng xích bạch, các cát thuần hiện. Các loại màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng đều là tự mình biến hiện ra màu sắc của chính mình. Thử danh ức án, cái này cũng tức là ức án. Tu đến khi đè phục cái tâm này, không để cho nó vọng tưởng, không để cho nó nghĩ những vật khác. Đè phục cái tâm này lâu rồi thì công lực du phân. Công lực tức là ông dụng công tu hành. Công lực này vượt qua công lực bình thường dũng có. Tạm đắc như thị, phi di thánh chứng. Tạm thời nhìn thấy màu sắc bảy báo, không phải là biểu hiện của sự chứng đắc thánh quả. Bất đắc thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Ông không nghĩ rằng mình đã chứng quả thánh thì tốt, là cảnh giới thiện, cảnh giới này không gì không tốt. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Nếu ông cho rằng mình đã chứng quả thánh thì bị các thứ tà kiến bao vây, tức sẽ đọa lạc. Nguyên văn âm Hán Việt. Y sáu: ám trung kiến vật, trong bóng tối thấy các sự vật. Hữu dĩ thử tâm, nghiên cứu trừng triệt, tinh quang bất loạn, hốt ư già bán, tại ám thức nội kiến chủng chủng vật, bất thù bạch chú, nhi ám thức vật diệt bất trừ diệt. Thử danh tâm tế mật trừng kỳ kiến. Sở dĩ động u, tạm đắc như thị, phi di thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Dịch: là dùng tâm ấy tinh cần nghiên cứu, lặng trong rộng suốt, tinh quang không loạn, bỗng nhiên nửa đêm ở trong phòng tối thấy các sự vật không khác ban ngày, mà những vật ấy trong phòng tối đó cũng không trừ diệt, bị tan mất đi. Đây được gọi là tâm niệm di tế, cái thấy thanh tịnh, thấu suốt tối tâm. Tạm được như vậy không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiện lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Giảng:
Hậu dĩ thử tâm nghiên cứu trừng triệt, tinh quang bất loạn. Lại lấy cái tâm này nghiên cứu tinh triệt. Đây là một loại tinh quang không loạn, thanh tịnh sáng suốt, có một loại định lực. Hốt ư già bán, tài ám thất nội, kiến chủng chủng vật, bất thù bạch chú, nhi ám thất vật, diệt bất trừ diệt. Bỗng nhiên nửa đêm, trong một cái phòng tối tăm không có ánh sáng, nhìn thấy các thứ đồ vật giống như ban ngày vậy. Không những nhìn thấy đồ vật vốn có ở trong phòng, mà còn nhìn thấy đồ vật ở ngoài phòng nữa. Không những đồ vật vốn có thể nhìn thấy rõ ràng, mà đồ vật ở bên ngoài phòng cũng nhìn thấy một cách rõ ràng. Thử danh tâm tế, mật trừng kỳ kiến, sở thị động u. Cái này gọi là gì? Cái này tức là tâm của ông tinh tế đến cực điểm, cho nên cũng làm cho cái thấy của ông thanh tịnh đến cực điểm. Vì cái thấy của ông thanh tịnh, cho nên chỗ u ám cũng có thể nhìn thấy. Tạm đắc dư thị, phi di thánh chứng. Nhưng đây là cảnh giới tạm thời đắc được. Đây không phải là cảnh giới của người chứng đắc thánh quả. Không nên cho rằng đây là chứng quả vị thánh. Đó không phải là chứng quả thánh. Bất đắc thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nếu ông không nghĩ rằng mình chứng đắc quả vị thánh, ông không nghĩ như vậy, thì có thể gọi là cảnh giới thiện. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Nếu ông sanh ra tâm cống cao, tâm tự mãn, tâm kiêu ngạo, cho rằng công phu của mình siêu xuất, thì sẽ chiêu lại ma chướng. Có người tu đạo ở chỗ tịnh cực quang thông đạt. Người này thanh tịnh đến cực điểm. À, bỗng nhiên người này nhìn thấy mọi vật. Nhìn thấy mọi vật là cái gì sở kiến? Tức là chỗ nhìn thấy khi mở Phật nhãn. Phật nhãn này không phải ai cũng có thể mở được. Cũng không phải mở rồi thì vĩnh viễn mở luôn. Cảnh giới này là Phật nhãn tạm thời mở ra. Vì thế, trong phòng tối tăm, nhìn thấy ánh sáng, cũng nhìn thấy tất cả mọi đồ đạc, vật chất trong phòng. Nhưng vừa rồi tôi nói, những đồ đạc bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Đồ gì ở bên ngoài phòng? Như trong một cái phòng tối tăm, không có thể nhìn thấy một vị thần từ ngoài vào, hoặc là quỷ, hoặc là Bồ Tát, hoặc là Phật. Điều đó không nhất định. Các cảnh giới đã nói ở trên cũng không phải nhất định. Không phải ai ai cũng nhất định có. Cũng không phải ai ai cũng nhất định không có. Đây không phải là con đường nhất định phải đi qua. Đây bước quá chỉ là trong lúc tu đạo có khi xuất hiện cảnh giới này. Vì thế, ông không nên cho rằng mỗi người tu đạo đều xuất hiện cảnh giới giống nhau. Không phải vậy. Nói đến Phật nhãn này, có người mở Phật nhãn thì vĩnh viễn mở Phật nhãn. Đó gọi là báo đắc thông. Sao gọi là báo đắc thông? Tức là người này kiếp trước có tu hành dụng công, tu pháp thiên thủ thiên nhãn. Vì thế, chiêu cảm được đời đời kiếp kiếp đều có thể mở được Phật nhãn. Có người mở Phật nhãn chỉ là lâm thời, tạm thời khai mở, không phải vĩnh viễn khai mở. Tại sao không phải vĩnh viễn khai mở? Tức là tâm của ông không phải thường thanh tịnh. Nếu tâm ông thường thanh tịnh, kiếp trước ông tu pháp đại bi thì có thể vĩnh viễn khai mở. Vì thế có đủ thứ cảnh giới không giống nhau. Ha ha ha,